Xin chào, lại là những câu chuyện về cuộc sống Pháp của mình đây. Già rồi nên mình chỉ thích có một căn nhà nhỏ và một khu vườn thật là rộng, là một mảnh rừng bên cạnh để dắt chó đi dạo mà thôi. Nhưng mà khi mà mình kể về những cái kế hoạch đó của mình thì mình vẫn phân vân là không biết là làm ở Việt Nam hay là làm ở nước ngoài. Mình nói là bởi vì làm ở nước ngoài thì khá dễ dàng, còn làm ở Việt Nam thì khó. Mà mình kể cho bạn bè của mình nghe thì mọi người lại không hiểu được tại sao lại như vậy. Thật ra rất là đơn giản, để em có một căn nhà như vậy nè, rồi một mảnh vườn bên cạnh, mấy hecta đường, mấy hecta rừng hoặc là mấy hecta đất nông nghiệp thì cũng không có tốn là bao nhiêu hết á, tầm chừng công như tiền tầm 200.000 euro hoặc 100 đến 200.000 euro là đã có được rồi. Nhưng mà so với cái số tiền đó ở Việt Nam cũng có được, nhưng mà lại phải có một khoản tiền phải trả 100% luôn. Nhưng mình không có, còn bên này thì ngân hàng họ cho mượn cho vay đến 25 năm lận, nên cái việc có được một cái mảnh vườn và một căn nhà ở làng quê như vậy thì khá là dễ dàng bất pháp. Nhưng ở Việt Nam thì mình không thể làm được. Bởi vậy mình mới đang suy nghĩ là mình làm ở Việt Nam hay là làm ở bên này. Với lại so sánh cái mức độ an toàn á, thì bên Pháp này thì khá an toàn hơn. Mình ở làng quê thì không có sợ nhiều, một mình con gái ở thì cũng không có sợ nhiều. Trong mấy khu làng quê như vậy toàn mấy ông bà già ở không à, mà người dân cũng hiền lành, hệ thống cũng an ninh lắm, nên là không có gì vấn đề gì sợ hết á. Còn về Việt Nam vào rừng sống thì hơi bị sợ xíu thôi. Rồi vấn đề điện nước bên này thì cũng sạch sẽ hơn. Nói chung lợi ích thì cũng có khá nhiều đó, nhưng mà cũng có một số vấn đề nhiêu khê, đó là trong vấn đề giấy tờ này nọ. Mình muốn làm gì, mình muốn trồng gì, mình muốn nuôi con gì thì cũng phải theo luật lệ, nó hơi bị nhiêu khê một chút xíu, phải chú ý. Rồi có gì đó nha, ví dụ bên này cũng không được xây nhà, dĩ nhiên là không được xây nhà bậy bạ rồi. Vậy thôi chứ mình thấy cũng không có gì khó khăn nhiều. Thôi, vì đến đây là hết rồi, video ngắn thôi. Mình chỉ mong là mình có được ước mơ của mình một ngày sẽ được thực hiện, được có nhà, có vườn, có đất và có những con vật xung quanh. Mong là mọi người cũng sẽ yêu thiên nhiên và có một cuộc sống như mọi người mong muốn nha.